tôi rất vui và rất hạnh phúc. Đoàn chúng tôi đi coi như trong gia đình không là khoảng 20 người. Dạ, trong đó người Việt Nam mình là khoảng trên 800 người đi tới đây để mà diện kiến Đức Giáo Hoàng và để nhận được hồng ân của từ Đức Giáo Hoàng. Xin cảm ơn. Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.